Kính thưa quý vị khán giả, chương trình đã tổng hợp ra được những lĩnh vực chủ yếu mà các bé tham gia, đó chính là thể thao, nghệ thuật và thiên bẩm. Và có thể nói ở hai lĩnh vực là thể thao và nghệ thuật thì đòi hỏi một cái sự đam mê, sự kiên trì, sự tập luyện hàng ngày. Và rất là tự hào khi các bé đến với Siêu Tài Năng Nhí là những bé đã đạt được những giải thưởng quốc tế và mang lại thành tích rất đáng tự hào. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem những gương mặt nổi bật ở hai lĩnh vực thể thao và nghệ thuật. Con học bóng bàn từ khi con 5 tuổi. Con tham gia giải đấu cùng với đồng đội từ khi con 7 tuổi. Và con được giải huy chương vàng đồng đội giải trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Con ơi, con học bóng bàn từ ai? Dạ, đầu tiên là bác Hồ Phước Hiền. Hồi xưa là kiểm tướng dạy, đi dạy cho con. Xong rồi con mới lên đấu trên Kho Lư. Con mới được hạng nhất nhì ba vậy đó. Xong rồi cái thành phố mới kêu con lên Hoa Lư tập. Với cái bóng bàn này con phải thi đấu thì mình mới thắng. Thế còn hôm nay con đến với Siêu Tài Năng Nhí thì con sẽ biểu diễn cái kỹ năng gì trong cái môn bóng bàn này? Bây giờ mà để thấy được cái kỹ năng của bé thì trước hết là bé sẽ đánh ngã hết tất cả những chiếc hộp này trong vòng 90 giây. Mà tất cả những cái góc gần luôn hả? Dạ. Ok. Và để hỗ trợ cho bé trong thử thách lần này thì xin mời huấn luyện viên của bé. Xin mời anh. Ok, và thử thách bắt đầu. Tập nhảy mới từ khi con 4 tuổi. Từ hồi con 5 tuổi là con bắt đầu trải nghiệm với cả dance sport. Con bắt đầu yêu thích walking từ hồi con 6 tuổi. Và con bắt đầu dần dần học đến lớp chung của walking. Và lúc đó con đã cảm thấy rất là thích bộ môn này. Chú làm gì mà thấy nổi da gà? Giờ đi thi quá kìa ngon. Bình thường con đi thi khá là nhiều ở tại Trung Quốc. Cứ khi nào mà con có thời gian, ở bên Trung Quốc có một cái giải nào đó, kể cả nhỏ hay lớn con đều cố gắng đi tham gia, và nhất là ở Việt Nam. Cái giải thưởng cao nhất mà con đã từng nhận là giải gì? Cái giải Just Battle đấy là cái giải thưởng con lớn nhất. Con vào top mấy?
Con được giải nhất ạ. Con tưởng vô top 10, top 5 đồ. Hỏi con được top mấy? Dạng top 1. Ban giám khảo và thưa khán giả, đội của con tên là đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Tụi con là trong đội tuyển quốc gia. Dạ đúng rồi, tụi con thi ở ngoài nước. Thi ở nước ngoài. Trời ơi. Thế tụi con đã từng thi những nước nào rồi? Dạ con thi tại Jordan, China với lại USA. Hàn Quốc có không? Taekwondo là phải có Hàn Quốc chứ, có không? Dạ. Con có từng đi tập huấn ở Hàn Quốc. Con đang là giống như kiểu là trưởng nhóm đúng không? Dạ. Tụi con đã từng nhận những giải thưởng như thế nào? Dạ con đạt được một huy chương vàng và một huy chương bạc tại giải châu Á và hai huy chương bạc tại giải cúp thế giới. Ở độ tuổi này. Rồi như vậy cảm ơn các anh đồng môn nha. Cảm ơn Heo Cao Bồi nha. Xin chào con. Dạ con chào cô. Rồi con hãy giới thiệu về bản thân mình và gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả nha. Dạ con chào ban giám khảo, con tên là Nguyễn Nan Quỳnh. Năm nay con 11 tuổi, con đến đây để biểu diễn bộ môn khiêu vũ thể thao Dance Monkey. Wow. À, thích quá. 4 tuổi là mình đã bắt đầu đi thi rồi, thì tới bây giờ là 8 năm thì con có giải thưởng như thế nào, như nhiều chưa? Dạ con nghĩ con có rất là nhiều huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và một cái cúp. Bao nhiêu cái? Con không có đếm được mà con nghĩ cỡ khoảng 10. Cái gì chứ? Có khoảng 10 kg. Mình không đếm nữa, mình cân ký rồi anh ạ. Bây giờ giải thưởng không tính cái mà tính ký hả? Hỏi nhà em, con có bao nhiêu giải thưởng? Dạ con có 10 kg giải. Con thích dance sport là tại vì dance sport nó có thể giúp con khỏe hơn. Khi mà con nhảy hoặc là chuyển động á thì nó sẽ có cảm giác nó feel hoặc là chill hơn. Con ấn tượng nhất là một cái huy chương ở Singapore, con được giải vàng. Và đó là động lực cho con bắt đầu thi tiếp. Say, welcome to my space.
Put your hands up. Shake it up, shake it up, shake it up. Giống Quỳnh Mến quá. Cái tinh thần này giống Quỳnh Mến quá. Super Ten siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.